trong một cái bối cảnh mà xã hội Phật giáo quốc doanh rồi rất là nhiều người là công an rất là nhiều người là nhảy ngang thì họ thấy rằng là cái việc mà ngồi nói làm cha thiên hạ làm thầy thiên hạ rồi lại được hưởng đủ thứ mọi nghe là đồ sang trọng hết thành ra rồi rốt cuộc là không mấy người giữ được giới luôn từ vấn đề ăn chay cho tới vấn đề độc thân thì cứ phá giới hết trơn nhiều lắm thành ra nó coi như là cái thời mặt pháp vậy. mà nhất là cộng sản nó chi phối nó nếu chỉ cần người người nghe lời nó thôi Tức là cái cái vụ nào mà lộ ra quá thì nó loại ra ngoài vậy thôi thế thành ra trong một cái khung cảnh mà người ta bây giờ tôi nói tượng Hồ Chí Minh mà tôi đã kể nhiều lần rồi nha tức là cái 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 chỗ Đại Nam Quốc tự của bà Phương Hằng á nhớ không Đại Nam Quốc tự bà Phương Hằng á thì cái chính điện mới đây là ông ông uh, 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 Huỳnh Uy Dũng ông có lên nói chuyện đó, mới đây nè, mới đây thôi, nhân cái vụ ông Minh Tuệ nè thì bà kia thì vẫn ở tù sắp ra rồi, còn ông này ông lên nói chuyện. Thì ngay cái chính điện thì bây giờ quý vị để ý rõ chính điện là nó có 3 tầng cao lắm. Thì yeah. tầng đầu tiên á là lúc đầu nó nó để là hình Hồ Chí Minh, tượng Hồ Chí Minh. Rồi thứ nhì á là hùng vương, thứ ba là Phật tổ ở trên ba tầng thành ra phật tổ với mình xa lắm tại trên cao nghe không đứng nếu mà mắt mình nhìn ít nhất là tôi nghĩ là cũng năm bảy mét á tới 10 mét á 5, bảy mét. Trong khi đó tầng 1 á thì ông Hồ Chí Minh cách mình có chừng một mét à, một mét. Đó. Thành ra bây giờ mình vào mà mình lại Phật tổ với lại 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 vua hùng vương mình là mình phải lại Hồ Chí Minh ngay trước mặt rồi, đúng ờ. không? Nó để ngay trước mặt, nó là ngay lầu một mà, ngay tầng 1 mà ngay trước mặt mình. Thành ra người ta không vào, chỉ riêng tưởng. Tượng. Thì sao ra vào sao? mình phải lại Hồ Chí Minh. Oh, để ba tầng, để ba tầng như vậy thì mình, ông Hồ Chí Minh ngồi ngay trước mặt mình, chạy đi đâu? Thành ra nếu mà bây giờ mình lại là mình lại ông Hồ Chí Minh chứ còn lại ai nữa? rồi ba ông chữ ai ông kia thì ngồi ở trên cao, <laughs> yeah. người ta không vào. Oh, có Hồ Chí Minh là không vào. Chuyện đó là chuyện thật một trăm phần trăm nha. Và tôi á, là kỹ lắm, tôi còn điện thoại về tôi xác nhận luôn nữa. Tại vì nó là, là 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 một khu du lịch giải trí mà, nó có số điện thoại mà. Tôi gọi về tôi gặp một nhân viên ở đó. Thì tôi hỏi là nghe tin rằng là, là tượng uh, Hồ Chí Minh đã bị rời sang một bên thì có đúng hay không? Thì họ nói đúng, có. Tức là khoảng năm 2008, tức là cách đây 16 năm rồi. Cách đây tới 16 năm rồi. Thì lúc đầu là tượng Hồ Chí Minh để ngay, ngay đó rời qua một bên thay bằng tượng trần nhân tông trần nhân tông là đời vua nhà trần cũng rất là ái mộ đạo Phật và bỏ đi tu đó cho nên là ông cũng được để đây là chính điện mà chùa mà ở trong đại nam quốc tự đó thành ra mới thay bằng tượng trần nhân tông và tượng hồ chí minh để qua một bên hai bên cánh đó đó được bên chứ không để giữa tại sao để giữa người ta không vào đó thì cái đó là rõ ràng chúng ta thấy không không có thế lực thù địch nào mà cũng không có ai vận động hết tự nhiên đặc biệt là người trong nam thấy không đỡ bị cuồng tín hơn là ngoài Bắc bị tuyên truyền lâu quá rồi thành ra bác ừ. là phải là nhất rồi còn trong nhưng nam mà sao... nhưng mà tại sao ngoài miền bắc đó, Con để ý là ngoài miền bắc đa số luôn là họ rất là cuồng tín nha bác minh giải không thích giùm con không? họ bị tuyên truyền lâu quá rồi bị tuyên truyền lâu quá hả à. bây giờ bên top top có 402 bạn trẻ đang coi con với bác minh luôn đó bên đây là 402 trên trên đây YouTube là gần 1.000 người à, tức là như thế này nè với lại thứ hai là những trận chiến và những việc làm của ông Hồ Chí Minh hầu hết là ngoài Bắc à. ông chỉ có vô Nam rồi ông muốn đến tàu ông đi thôi còn những cái hoạt động của ông là hầu hết là ngoài Bắc thành ra cái quan hệ ông hay võ nguyên giáp vân vân là nó dính tới Bắc nhiều cho nên là bác là có mộng vào thăm miền nam đó. thì bác có ở miền nam bao giờ đâu chỉ có cái lần mà chạy vô rồi đi tàu ở miền miền nam chừng một tháng lên tàu rồi bắt đi bất tiêu rồi, đâu có cái hoạt động gì ở miền nam đâu cho nên là người ừ. miền bắc là nhiều với lại suốt bao nhiêu năm mà lúc mà phân đôi đó thì tất cả tuyên truyền là bác hồ hết thì ông đi khắp mọi nơi thì, 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 thì ngoài, người ngoài bắc là nó gần gũi với ông hồ nhiều chứ trong nam đâu ừ. có ai gặp ông hồ đâu nghe không thì, thì vấn đề là như vậy trong khi đó nhiều chùa cũng đưa ông hồ vào đúng không mà cái chỗ này á lúc mà nó khánh thành biết không cái cơ sở Đại Nam đó trị giá khoảng gần 300 triệu đô la đó nha. Một tư nhân mà bỏ ra 300 triệu đô la này làm giống như là cái chùa chùa gì là ở ngoài Bắc đó nó mới làm nó cái chùa gì đó. Ở Cố đô Hoa Lư đó, chùa gì ở gần Hoa Lư đó. Đó cũng cỡ 300 triệu đó để làm cạnh tranh với chùa Hương. Thấy bà con đi chùa Hương đông quá cho nên là tụi nó nhảy ra nó làm chùa là một số những tay tài phiệt đại gia À, của bộ xây dựng đó. Đó, đó, nó ăn cắp tiền chính phủ rồi tụi nó ra nó lập chùa rồi nó cạnh tranh như vậy đó thế thì thì thì, thì cái tượng là rời một bên chắc chắn mà tôi đã chụp cả hai cái hình đưa cả hai cái hình luôn hình cũ là có Hồ Chí Minh và hình sau là Trần Nhật Tông ngồi chỗ đó không còn Hồ Chí Minh nữa đó là cho thấy là cái 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 cảm nghĩ của người dân là rõ ràng là như vậy thấy không chứ đâu có ai vào đó suối suối rồi làm mà mà sao mà suối được cái 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 người chủ đó mà rời cái tượng mà chính người chủ đó nhận ra rằng là để cái tượng đó thì người ta không vào yeah, phải chùa bái đính không bác minh nãy cái chùa bác minh nói phải chùa bái đính không chùa bái đính ngoài bác là chùa bái đính chùa bái đính là của cái nhóm mà cái nhóm mà coi như là bộ xây dựng đó nó ăn tiền những cái xa lộ này kia đó là nó, nó, nó lấy tiền là nó hùng nhau nó làm cái chùa bái đính yeah, yeah. Đó, nó cạnh tranh với chùa hương thì một loạt chùa lớn là chùa ba vàng cũng vậy chùa tam trúc cũng vậy chùa nga hoàng cũng vậy toàn là những chùa rất lớn và toàn là tiền của bà con cúng dường còn riêng cái 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 gì đó vừa mới nói đó chùa gì đó chùa bái đính à bái đính thì là của cái nhóm tài phiệt cái nhóm mà cựu cán bộ của bộ xây dựng Bác minh có thể giải thích Bác minh có thể giải thích cho bà con nghe là tại sao ở đằng sau những cái chùa lớn đó là toàn là những cán bộ cao cấp không vậy bác minh nó làm cái gì nó nó làm à, cái sao? gì riêng cái bãi đính này tôi biết chắc chắn còn cái mà đại nam á, là của riêng của của huỳnh Vĩ dũng là chính không? còn riêng cái bãi đính á thì là có vài tay à, coi như là, à, là, là 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 chủ chốt á, thì đóng tiền á, là cái cái tụi mà cán bộ của Uh, bộ uh, uh, coi như là uh, vận tải đó đó trong cái những cái chương trình mà xây dựng xa lộ vân vân thì nó ăn cắp tiền nó, nó đưa vào đó nó nó đầu tư còn cái chùa Ba vàng hoặc là chùa của ông Trân uh, Quang là chùa Phật Quang đó, thì là do những ông ấy đứng là vận động yeah. vận động và con đóng góp nó cũng nhiều dạng chứ không phải là một thứ không thôi Bác, bác minh con nghe nói rằng là cái việc mà đây người ta đem chùa đem tiền vô chùa cúng dường đó cũng là một cái hình thức rửa tiền và sau khi tiền từ trong chùa đi ra rất là sạch bác minh Không, nghĩ sao mình có gì là rửa tiền hết đó. cúng là vào túi mấy ông hết chứ rửa gì thì... thì nhưng mà cái, cái cái tiền mình nói rằng ờ cái tiền đó người ta nhận là do tiền cúng dường đó ví dụ như bác minh là, là chủ cúng dường thôi nhưng mà chủ thì là, là là thì tiền ra thôi chứ đâu có gì là rửa tiền đâu nó đâu phải là một dịch vụ thương mại gì đâu. Theo tôi nghĩ thì chắc không có dính gì rửa tiền đâu. Nhưng mà tiền đó, đó là không phải là chùa làm sao mà đứng tên mà 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 nhận tiền đúng không? Thành ra các sư trụ trì là thay mặt nhận tiền thì sư muốn tiêu gì sư tiêu, sư tiêu kiểu gì thì sư tiêu. Yeah. Thôi bây giờ mình trở lại cái chuyện ông Minh Tuệ. Vấn đề là cái nhà cầm quyền dân cũng không ưa mà cái giáo hội tay chân của nhà cầm quyền thì dân cũng không ưa đúng không thành ra vì cái tổ chức của phật giáo nó lỏng lẻo cho nên cộng sản nó xâm nhập dễ dễ hơn là nó xâm nhập uh, thiên chúa giáo hoặc là các tôn giáo khác tôn giáo khác thì nó nhỏ nhưng mà thiên chúa giáo thì nó chặt chẽ thành ra nó khó đó Để, nhưng mà phật giáo thì nó lòng lẻo và phật giáo thì xưa giờ ở đâu cũng vậy hết gần như không có gây thánh chiến không có đánh nhau không có gì hết á thành ra cũng có nhiều lần phật giáo tây tạng hay là phật giáo ấn độ là bị tàn sát á, bị tàn sát á, là dị giáo thì là ghét nhau thôi, đó, nhưng mà phật giáo là bao giờ cũng yếu thế hết đó, tức là bởi vì mấy ông đâu có bạo lực, thành ra nói chung là 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 như vậy. Thế thì bây giờ cái vấn đề là khi mà xuất hiện của ông Minh Tuệ thì tôi ví nó như là một cái kính chiếu yêu, như một cái gương phản chiếu lại những cái thế lực đen tối, những cái thế lực phá hoại Phật giáo hoặc là lợi dụng Phật giáo để mà vinh ra, vinh thân phỉ ra cá nhân, vân vân. Cho nên khi mà một người quá giàu, làm sư quá giàu và một người thì nghĩa là đi chân đất và không nhận tiền, đi ăn xin thôi. Thì hai cái hình ảnh nó tương phản. Thành ra cái sự mà chấp nhận gian khổ của ông Minh Tuệ là làm thức tỉnh mọi người, làm mọi người cảm thương, đúng không? ít nhất thì cũng cảm thương. Còn bây giờ anh giàu quá rồi anh sống anh ngồi chém trẻ ở trong ngay vàng thì còn có gì mà thương anh nữa. Mới đầu anh giảng thì có thể có một số bài nghe nói thiệt, tôi đã từng nghe thì tôi nghĩ rằng cũng có một điểm nó không phải là nói xấu nhưng mà thực tế đó là các ông sư và ông cha giỏi tâm lý lắm. Chuyện mấy ông kể là đều hay đó, nghe mà cảm động chảy nước mắt luôn. Đó. Tôi đã từng nghe những cái người kể đó, thành ra phải công nhận là họ giỏi tâm lý lắm thành ra đến lúc mà họ cà khịa về tiền một cái là bà con đúng không? mình nói thì chắc không vô tiền đâu nhưng mà họ kể những câu chuyện tâm lý rất hay. nhưng mà đúng sau rồi. này cũng hiểu sao ông chân quang ông sàm quá ông dồn con người ta hết tất cả mọi chuyện tượng ông đều thấy cho là là tội lỗi hết là tại ừ. vì sư anh thế này tại vì sư thế này thế này, thế này thế này thế này cho nên là phải cũng dường mà ông nói là nhớ ra tiền mệnh giá cao và đưa thẳng cho sư trụ trì mà không nói với ai trời ơi tại sao mà phải sư gì mà mà tiền bạc thì ghê quá thầy, thầy sẽ nói là mang tiếng, đó nói là mang tiếng. Thứ hai nữa là có những thằng khác nó thấy vậy nó cũng nhào vô, không? Nó đòi chia đây chẳng hạn như vậy thì cũng phiền. Thành ra anh anh sợ anh sợ anh giấu riêng, thì không ai biết là anh có bao nhiêu tiền hết, đúng không? Đó là khái Chỉ bây giờ riêng về ông Minh Tuệ đó thì uh, theo thông tin tôi xin lặp lại là thông tin uh, từ phía gia đình mà gọi gần như là tiếng nói nhà nước vậy tức là đã được đưa ngày mùng 3 tháng 6 đưa về Gia Lai và làm giấy tờ tức là giấy uh, uh, chứng thư căn cước gì đó rồi bắt đầu ông ẩn tu thành ra mình chỉ biết tới đó thôi mọi người lại hỏi ông ở đâu thì tôi nói đó là nhiệm vụ giấu của công an mà làm sao mà mình biết ở đâu nếu mà bây giờ ông biết ở đâu thì mọi người kéo tới thì nó lại lại, lại như cũ thì sao cho nên rằng là coi như là ẩn tu và giấu không biết là ông ở đâu hết chỉ biết là gia lai thôi có ai mà có can đảm đi đi khắp tỉnh gia lai mà tìm Thấy không thế thôi chứ còn không nói gì hết đó thế nhưng mà có một vấn đề là cái hiện tượng mà từ hà tĩnh cho tới huế đó mà cảnh người ta đổ ra đường người ta đón rồi người ta quỳ người ta lạy người ta đảnh lễ vân vân thì gần như sẽ không còn có cơ hội để xảy ra nữa đó bởi vì, vì sao công an muốn tách ông Minh Tuệ ra khỏi quần chúng giáo hội cũng không muốn có một ông Minh Tuệ như vậy bởi vì giáo hội khẳng định mà này nó không phải Phật tử nó không, không phải của tôi người của tôi tức là cả một cái giáo hội khổng lồ thì có một anh một mình Đấy không? không phải của tôi Nên tôi không có nhiệm vụ gì nâng đỡ hay là hết là ông còn, nó còn ra văn thư ở các địa phương là phải cảnh giác mà con đừng có đi nữa ba giáo hội đó, nó dạy nó, vậy đó, nó là cô lập ông này mà thành ra bây giờ là công an thì làm chứ là giáo hội đâu có có quyền làm cái đó ông đâu có gì gì giáo hội đâu thành ra công an làm cái việc mà đưa ông này đi rồi, lăn giấy tờ rồi đưa ông tới ẩn, ẩn cư và coi như bây giờ canh chừng coi như là quản chế này đó không? ok anh cứ việc tu đi tôi không đụng như thế anh mà anh đừng nói xuống anh anh đi nữa có thể nha có thể ông sẽ phải như thế nào để ông sống tại vì trước đây đó ông tu bằng cách làm ở trên cái núi sạn ở nha trang Mỗi buổi sáng là ông xuống núi, để anh chi? Ông đi khất thực. Thì khi có đồ ăn rồi, ông mới lại lên núi, ông ăn và ông ở luôn cho tới ngày hôm sau. Thì okay. Ông vẫn phải có ăn chứ. Nếu, nhưng mà nếu bây giờ, thí dụ như thầy ông đại vô một cái cánh rừng, làm sao ông sống? Đúng uhm. không? Thật ra tôi không biết rằng là cái vấn đề mà sau này, lương thực của ông thì ông giải quyết như thế nào. Dù ông ăn một bữa thì ông cũng phải ăn chứ, đâu có thể không ăn được thế nếu mà bây giờ thảy đại cho một rừng làm sao mà mình sống được đâu có phải là có cây có cối có hoa có quả gì đâu mà ăn nhiều khi là rừng không thì không biết là ông sẽ sống như thế nào thì cái chuyện đó thì mình không biết gia đình sẽ phải tiếp tế hay là như thế nào thì mình không biết nhưng cái quan trọng nhất của công an là giữ mật ông canh chừng ông không cho con cá này nó lội trở lại dòng nước nữa thế không thì nó sẽ bơi đi khắp mọi nơi và người ta sẽ tụ lại thành ra vấn đề của ông là ông sẽ bị cô lập chứ nó không hãm hại ông bởi vì cái ông đang nổi tiếng và công khai như vậy thì nó không hãm hại ông tin ông ra chết thì cả nước nó chửi nhà nước thối đầu rồi thành ra vì vậy cho nên là nó không hãm hại nhưng mà nó cô lập ông thực ra với một mình ông chứ có 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 ai đâu thì chỉ cần ba thằng công an canh là đủ rồi có gì đâu nó canh ở dưới chân núi không cho ai lên và và, và khi ông xuống thì nó kiểm soát ông thôi thì tôi tôi không biết là vấn đề lương thực ông giải quyết thế nào thì không biết đó, nhưng mà thông thường ra ngày xưa ông là như vậy đó ông ở trên núi sáng ông xuống ông xuống thành phố nha trang ông đi khất thực đó, thế rồi mà khất thực có một phần ông à, thì dễ lắm đi hai ba nhà là xong rồi là là ông lên núi thôi thì từ xưa đến giờ thì như vậy còn bây giờ trở đi thì như thế nào không biết nhưng một cái chuyện là từ cái quãng ông từ hà tĩnh vô tới huế đó là khoảng hai mươi mấy ngày tất cả hơn bạn cỡ ba tuần thì trong suốt 3 tuần đó có thể nói là ông như là một cái ngọn đèn soi sáng cho con người ta thức tỉnh diệt bớt cái dục đúng không diệt bớt cái dục cho nên là cái anh mà làm tượng ở sài gòn đó anh làm tượng đó thì rất nhiều người đặt mua tại vì sao người ta muốn có một cái tượng đó để thứ nhất là mình không được gặp ông minh tuệ nhưng mà có cái tượng đó ít nhất nó cũng là một cái nhắc nhở nhắc nhở cho mình là con người sống biết vừa đủ thôi đừng có tham lam quá rồi chết cũng không đem đi được gì hết mà nếu có thì nên nghĩa là giúp đỡ những người nghèo vân vân thì đó người ta thỉnh cái tượng đó thứ nhất là cảm mến ông Minh Tuệ thứ hai là họ muốn nhắc nhở họ đó, thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là hai cái anh mà có một anh nổi tên ra ngoài và một anh nữa là làm cái tượng ngồi đó thì hai anh cũng ở cái chỗ đó nhưng mà tôi nghĩ trong tương lai thì hai anh cũng sẽ bị mang họa công an nó đâu có muốn đúng không? Tất cả những cái chuyện này là ngoài giáo hội và ngoài nhà nước thì tất cả những cái gì chẳng cần làm gì hết, anh chỉ cần nổi tiếng thôi là anh mệt rồi. Anh đúng nổi rồi. tiếng mà anh không theo nhà nước là nhà nước phải diệt rồi. Tất cả là chỉ có Đảng là đỉnh cao trí tuệ thôi. Thấy không? Ngô Bảo Châu đó lúc đầu về đó, thấy không? Nhà nước đón tiếp rồi ô tặng cho một căn nhà. Thì tôi nghĩ cũng buồn mà ông này nổi tiếng rồi mà chắc chắn cũng không có đến nỗi nghèo làm giám sư cao cấp như vậy mà bây giờ nhận một cái nhà của cộng sản thì chắc chắn phải lệ thuộc nhưng mà không ông vẫn sống ở Mỹ và ông vẫn lâu lâu ông viết bài nhà nước rất là đau nhiều thằng nó cũng chửi trời ơi nhà nước tiếp đón là như vậy mà sao mà anh viết những cái lời uh, nghĩa là phản động vậy ví dụ như cộng sản thì lúc nào cũng có cái câu đúng không bác hồ sống mãi trong lòng quần chúng đúng không ông yeah. mới nói không không nên như vậy không nên bám bác hồ mãi như vậy hãy để bác hồ siêu thoát nếu mà đã <laughs> siêu thoát thì không ở mãi trong lòng quần chúng được đúng không? nó phải đúng ông nói là theo đạo phật đó là mình phải cầu cho người ta siêu thoát chứ còn người ta cứ vương vấn với cõi trần A này, khỏi ai khỏi ái này làm gì nữa chết là làm sao bác ông viết thẳng ra như vậy tức là ông đã kích cái chuyện mà 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 mà, mà, mà đảng cộng sản việt nam tôn thờ Uh, bám, bám áo Hồ Chí Minh mãi đó, ông dám viết như vậy trên cái, cái, cái trang blog của ông mà và yeah. trong cái vụ ông tệ Minh Tuệ này ông cũng viết ông khen Minh Tuệ khen Minh Tuệ là chửi nhà nước và chửi giáo hội rồi đó là đó có có, có có Ngô Bảo Châu ở trong đó nữa nha chứ không phải không đâu và Nhưng kể mà... cả ông ông Uy Dũng là, là là Dũng lò vôi đó Dũng mà Đại Nam Quốc tự đó cũng khen Minh Tuệ đó Ông thứ trưởng ngoại giao B... Nguyễn Thanh Sơn mà còn khen mà. Thanh Sơn cũng khen, Thanh Sơn thì Thanh Sơn thì cái miệng lưỡi là cũng theo chiều thôi. Thì Thanh ừ. Sơn cũng đông lắm ạ, à. cái cái nhà đó người ta cũng đặc biệt theo dõi cũng tới 100 200 ngàn người coi đó là Thanh Sơn đó. Còn cái vụ mà như hồi nãy có người hỏi hôm trước có người hỏi đó là thì tôi thấy là có tin phái đoàn Phật giáo qua thì tôi thấy là trên một cái bản tin nó có lên một cái hình nữa nó mờ lắm thành ra tôi cũng không dám chắc, tôi phải để dấu hỏi thôi. Là, là là cựu thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ra đón đó mà lúc đó là cái phái đoàn có vài người thôi hả à? chứ không phải là hai ngàn người ba ngàn người thì cái chuyện đó tôi nghĩ sẽ không có thể xảy ra bởi vì trong nước còn bị cấm nữa không chi thì tự nhiên là hai ngàn người ở hải ngoại Thấy không? là đến là đến là gặp ông ở đâu đó thành ra vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái cái chuyện đó chắc là sẽ không có xảy ra. Yeah có người nói là hai người làm tượng thôi mà còn tượng của thầy thích Minh Tề cũng sẽ bị ừ. cộng sản Việt Nam dọn dẹp luôn theo tôi nghĩ nó sẽ cấm hai ông này tiếp tục sản xuất tại vì đó cái tượng á nguyên tắc về làm tượng á khó nhất là cái bước đầu tiên thôi sau khi bước đầu tiên mà mình làm đẹp rồi đó thì người ta làm khuôn những cái tượng sau là những tượng đúc lại theo cái khuôn đó chứ không phải mỗi một tượng ngồi làm, làm từ đầu chí cuối thì thì chết với lại nó sẽ không cái nào giống cái nào hết nó lung tung cả lên mà sức đâu mà làm mình làm một cái tượng mà hoàn bị á, là coi như mấy ông này nè tốn cả 10 ngày không lẽ là một mỗi một lần người ta đặt mình bỏ ra 10 ngày để mình làm thành ra sau đó quan trọng là họ làm cái khuôn xong rồi họ đúc khuôn và khi đúc khuôn như vậy á, thì đương nhiên là nó cũng không hoàn hảo lắm nhưng mà người ta chỉ sửa thôi chỉ sửa chừng hai ba tiếng đồng hồ thôi những chỗ nó phốt này những chỗ nó nó, nó thiếu xăng thiếu đồng vân vân nó bị sốt thì họ mài họ rũa họ đánh cho nó bóng lại thì nó mau lắm là nửa ngày là xong thôi đó thì tôi nghĩ rằng là, là vì cái chuyện người ta mến mộ sư minh tuệ người ta sẽ đặt mua rất nhiều thì nó cũng không mắc lắm cái tượng nhỏ thì chừng 60 đô la mà cái tượng lớn thì chừng 100 200 đô la để thôi thì đối với người ta bây giờ thì cái chuyện người ta mến mộ người ta bỏ số tiền nó ra đâu có đâu có nghĩa lý gì thì người ta cũng đủ sức nhiều người mua thì làm mệt nghỉ luôn nhưng mà cộng sản chắc chắn nó không có để cho cái chuyện phổ biến như vậy đó dạ. Thành ra nó sẽ tìm cách nó ngăn chặn đó. bác 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 minh nhưng mà cái vấn đề là bác minh kể một vài câu chuyện tại vì sao mà cộng sản việt nam nó cứ làm ban đêm mục đích của nó chủ yếu là cái gì thật sự ra nó có tôn trọng người dân không mà nó cứ làm vào ban đêm và các câu chuyện là chỉ có câu chuyện ông ông sư minh tuệ là họ làm ban đêm thôi hay là còn những câu chuyện nào khác mà công công an Việt Nam họ làm ban đêm nữa bác Minh kể mà con nghe với Nhiều lắm, chuyện nó làm ban đêm rất là nhiều. Nó là cả chục lần rồi mà từ xưa tới giờ rồi. Cộng sản là gì? Cộng sản là dối trá. Dối trá thì nó phải đồng lõa với bóng tối nó mới dối trá, chứ nó làm giữa ban ngày làm sao nó dối trá? Cho nên những người nó giết và những người nó bắt và những cái đợt mà nó coi như là khủng bố người ta cũng vậy nó chờ đến đêm đó là giống như dân ở cầu giấy hoa xuân thượng là từ trong nam đi ra dân oan kêu cứu đó. rồi cuối cùng tối họ phải ra vườn hoa ngô xuân thượng họ ngủ chứ họ ngủ ở đâu thấy không họ từ trong nam đi ra mà thành ra họ ngủ với nhau đó thì tối đêm nó đến nó hốt không? ban ngày nó không làm nhưng mà đêm nó tới nó hốt thì bây giờ chị thị dương hỏi á, thì tôi muốn kể với quý vị một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người biết đó là cái chuyện văn phòng hai uh, văn phòng 2 của uh, quốc hội ở tại phú nhuận đó yeah. thì dân ừ. tất cả ở đồng bằng nam bộ nói chung đó là tập họp về đó, đó. là năm uh, uh, coi như là uh, để tôi coi lại. quý vị chờ xíu nha yeah. Nó là bạn... năm 2000 ờ ừ. gì à... Bây giờ là các bạn ở bên Top Top chạy qua bên bên YouTube rất là đông nha. Chào mừng các bạn từ bên 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 đó chạy qua bên đây nha. Yeah. Dạ. À, từ, từ bên tức top là nó rồi. là năm năm hai uh, uh, 2007 lẻ Đúng ừ. rồi. Năm 2007. Tức là cái chuyện đó, đó tới bây giờ quý vị biết là 17 năm rồi. 17 năm trước, lúc mà ông Quảng Độ còn sống. Nha, ông Quảng Độ đã có cái cảnh cùng với ông Minh Tánh với một người bài vị Nico ra đó phát tiền cho bà con. Thì bà con ở dưới quê lên mà. Đó, bây giờ sống lây lất ở ngay trước văn phòng hai quốc hội á, Họ răng đều họ ở và họ biểu tình liên tục có hai tháng trời khoảng 200 người. Liên tục luôn ở đó luôn chứ giờ họ đi đâu bây giờ 200 người từ dưới quê lên họ ở đi đâu bây giờ tiền đâu mà thuê nhà thuê cửa thì trong khi đó bà con á chung quanh á, thì lâu lâu tới tiếp tế tại vì họ sống đó họ đâu có nấu nướng đâu có tiền bạc gì mà ăn uống thì bà con tiếp tế thôi thì cái chuyện đó, đó nó cũng là một cái lần đầu tiên mà bà con biểu tình mà dai dẳng như vậy đúng không chúng ta thấy mấy cái lần mà biểu tình chống trung quốc ở ngoài bắc cũng vậy quanh tượng tí thái tổ đó chủ nhật 9 giờ tới 12 giờ là hết là đi về có 3 tiếng à. trừ một vài lần đặc biệt có hai lần nhà nước bật đèn xanh là kéo nhau đi mấy ngàn người quý vị thấy không cái đó là nhà nước bật đèn xanh khi mà cộng sản tàu nó làm quá thì nhà nước mới cho bật đèn xanh như vậy thôi nhưng mà không cho làm nhiều làm nhiều dân nó quen mai mốt nó biểu tình hoài để nhà nước chịu không nổi thành ra chỉ có hai lần nó là đông thôi còn những lần sau là không có đoàn thể nào đi theo nữa hết đó thì lúc đó chỉ có mấy chục người à lúc nào cũng chỉ có mấy chục người à. đó, đó, đó là như vậy cái vị để ý tôi tôi theo dõi là tôi biết chắc là đông này là bật đèn xanh thì có một cái tên thân cộng ở đây đó nó 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 nói là coi như là dậy là đủ rồi là sau là không có nữa nhưng mà sau đó họ cũng ráng họ làm nhưng mà nó không có đông như vậy nữa Vậy à, ừ. về sau là từ 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 ở ở chỗ vượt hoa mai, mai ân thưởng đó, cái nhóm là là coi như là cứng nhất đó, là có mấy chục người đó tổ chức liên tiếp mấy chục lần nhưng mà chỉ có mấy chục người à cứ 9 giờ sáng tới 12 giờ thôi còn bây giờ nói tới cái chuyện mà cộng sản nó đàn áp như thế nào thì cái thời đó là cái thời năm 2007 tức là dân oan biểu tình ở trước văn phòng hai quốc hội ở phu nhuận nó gọi là văn phòng hai tại vì dân đâu có ra bác nổi tiền đi về tiền xe đâu mà chịu nổi rồi ra nó sống ở đâu cũng lại lăn lóc ở ở ở, ở vườn hoa mai sân tường thôi chưa chưa đợi đâu qua đâu, đâu nữa thành ra họ đóng đô ở đây họ răng lều họ ở dân chúng hàng ngày đi qua là đều thấy hết Rồi có những người thì họ tốt họ xuống họ cho cái này cho cái kia đó thế thì có một bữa nó mới trong lúc mà bà con biểu tình đông như vậy nha quý vị để ý một cái điểm cộng sản luôn luôn cho người xâm nhập để mà nắm tình hình À chứ không phải nó chỉ là cảnh sát hay là công an nó đứng ở ngoài nó ngó đâu nó cho người xâm nhập để nó nắm tình hình và nó phao lên một cái tin là coi như là có cán bộ cao cấp ở bộ nội vụ ở ngoài bắc vô để nói chuyện tại vì tình hình này địa phương nó đâu giải quyết được hai tháng trời rồi người ta cứ là đóng đô ngay trước văn phòng như vậy dân chúng sài gòn ai đi ngang cũng thấy hết thấy không tức là chuyện thì cũng bế tắc mà bây giờ nó nói địa phương giải quyết không được thì cán bộ ở ở bộ ở ngoài hà nội sẽ vào thì ông này ông vào thiệt ông vào Bằng máy bay Và ông vào không phải là để nói chuyện Để giải quyết cho dân Mà để dẹp dân Thành ra ngay tối hôm đó Bắt đầu tung lực lượng An ninh đã bao vây hết khu đó Ôi. 200 người Ở khu đó Không ai ra không ai vào nữa hết Nó bao vây Đó là cái thứ nhất Thứ hai nó đem xe phá sóng tới Tất cả ở đó mà truyền tin đi các nơi Là không ai truyền tin đi được nữa hết và các nơi gọi tới cũng không ai gọi được nữa hết, Đấy không? nó cô lập về vấn đề liên lạc đó là cái thứ hai và bắt đầu á nó đã có những người nó đã dò nó biết đại khái là có những nhóm nào nhóm nào nhóm nào ở tỉnh nào tỉnh nào tỉnh nào đó bắt đầu công an ập vào là nó bắt, Đấy không? nó bắt nó cho lên xe nó chở về địa phương nó thả đó cũng là ban đêm ban đêm người ta đâu có đề phòng và đâu có ai coi đâu có ai thấy mà mà nó đã có cảnh sát nó bao vây bên ngoài rồi không cho ai vào hết đó cả cái khu đó là nó bao vây hết tức là nó cách biệt ra để mà nó hành động chứ nó không làm ban ngày và nó cũng không cho dân chúng coi và không cho liên lạc gì hết thì đó là cái trường hợp mà nó làm ở với 200 dân oan ở văn phòng 2 quốc hội rồi thêm yeah. cái vụ mà đồng tâm quý vị biết đó, cái vụ đồng tâm 2 giờ sáng nó kéo 3 ngàn người tới đúng không 2 giờ đúng sáng rồi đó yeah. à, thì nó cũng là là đêm khuya tại vì lúc người ta ngủ người ta ngủ thì ai bị thì bị chứ nhà mình đâu có bị mình đâu có biết thành ra tất cả cả cái làng nó vẫn ngủ thành ra chỉ có những gia đình ông Lê Đình Kình và một vài người trong cái nhóm đó là bị bao vây tấn công thì họ biết mà thôi còn những người khác là vẫn không biết và sau khi nó rút lui rồi nó nói là ô nó có ba người chết là bị uh, dân chúng uh, đổ xăng thiêu đốt thì cái chuyện thiêu đốt đâu xác thì cũng không thấy mà ngay cái chỗ cái hố đó mà nó nói là bị thiêu đốt đó, không có một vết cháy nào hết đó. vì nếu mà đổ xăng mà đốt người mà tới chết như vậy nó lâu lắm chứ nửa tiếng một tiếng đồng hồ mà tại sao không có vết cháy nào hết thành ra nó cũng là thằng cộng sản nó là như vậy đó nó nó che giấu hết tất cả rồi một mình nó uống ba la nó muốn nói gì nó nói nó giống như một người ảo thuật nó móc túi ra là con bồ câu móc túi ra là cái quạt móc túi ra là cái này cái kia nó muốn nói gì nó nói Yeah. Ra cái đó cũng là rõ ràng ban đêm đúng không 2 giờ đêm đó hình như cái chuyện nó làm cái kiểu này nhiều lắm nhưng nhưng mà bác minh bây giờ theo bác minh nghĩ là quốc tế họ không biết những cái việc làm này cho nên là việc cộng nó có thể ngồi đã tới bốn mươi mấy năm luôn bác minh chứ còn nếu mà quốc tế biết thì họ sẽ có cái một cái cách để họ cấm không cho việc cộng có những cái hành động này quốc Khó tế đó không? quốc tế đó chỉ là một phần nhỏ thôi sức đâu mà đi can thiệp đưa chuyện Việt Nam trong thế giới này nước Mỹ là cái nước theo dõi rất là kỹ những cái văn phòng mà tại đại sứ lớn đó, bao giờ nó cũng có nhân viên chính trị chuyên môn theo dõi những chuyện này ừ. họ biết có khi còn rõ hơn mình luôn nữa đó Tại vì đó là công việc của họ mình là tay ngang đúng không còn họ là công việc của họ một tòa đại sứ Mỹ của nó năm bảy chục nhân viên là có mấy đứa nó theo dõi chuyện này nữa chứ không phải là một đứa nữa theo là... nó biết rất là rõ biết rất là rõ cho nên nó báo cáo về bộ ngoại giao bộ ngoại giao năm nào cũng nói là Việt Nam là, vi phạm nhân quyền thế này thế kia và nó hăm nó đưa vào cái danh sách cần quan tâm thấy không nó cứ hăm vậy thôi nhưng mà vì cái vấn đề quyền lợi là phải lấy lòng thằng Việt Nam để mà chặn thằng Trung Cộng nó còn có những cái nhu cầu của nó nữa Chứ nó đâu có phải là cái chuyện là nó thương dân Việt Nam Tới cái độ mà nó Mỹ đi đến đâu cũng vậy Khi cần thì rút ra bài nhân quyền ra Thấy không? khi không thì lại cất vô Thì cái nhân quyền đối với Mỹ á Thì nó cũng chỉ ra giá trị Có 3% thôi Ồ. Cái quyền lợi của nó trong vấn đề Bang giao giữa Việt Nam và nó dùng Với, với tàu và nó dùng Việt Nam để mà, mà Coi như kéo đồng minh đó, đó là, cái thế băng giao quốc tế nó quan trọng hơn chứ đâu phải cái chuyện nhân quyền bắt quan trọng hơn vậy nói như bác minh nó có nghĩa là cái chuyện ở trong việt nam là chỉ có người dân việt nam làm thay đổi thôi chứ không có trong trời gì ngoài hết trơn á đó. đó. ngay cả nha ở trong liên hiệp quốc nó có một cơ quan nhân quyền thằng việt nam là thành viên trong đó đó vẫn được bầu thế giới vẫn bầu thế giới ví dụ như ở nước uh, algeria rồi nước siberia thì nó cứ biết gì cái tất cả những cái chuyện việt nam này làm gì tài xứ nó có nhỏ xíu à và nó đâu có cái khả năng mà nó chi phối tới chính trị thế giới như nước Mỹ đâu Mỹ thì nó có đủ hết á Mỹ là nó biết hết á nó chưa kể là người CIA của nó nằm nằm ở trong Việt Nam nữa thành ra nó biết hết á chứ còn mấy cái nước nhỏ thì đâu có khả năng nào mà rớ tới những chuyện đó cho nên đến khi mà Việt Nam nó ra nó tranh cử ủy viên trong hội đồng nhân quyền nó vẫn đắc cử như thường nó cũng vẫn là coi như một người ở trong hội cơ quan <laughs> nhân quyền của... <Nhân cười> của thế giới, thế giới, thế giới thí dụ cái là vấn đề Ukraine thế không? Vô cùng rắc rối. Cái vấn đề do Thái với Palestine cũng vậy, vô cùng rắc rối. Nước nào giải quyết nổi đâu. Nga, Mỹ, tàu cũng còn không giải quyết nổi mà tự nhiên chuyện Việt Nam họ dính vô làm cái gì? Nước họ họ lo còn không xong nữa. Nhân viên đại, đại sứ nó có chừng 10 người thì nó lo bao nhiêu người khác chứ hơi, hơi đâu nó nó nhúng vô chuyện Việt Nam. Đâu có được ích lợi gì đâu. Đó thành ra mình không có trông chờ vào đó, mình vẫn kêu và nhất là mình nói với lại người dân việt nam để cái ý thức nó từ từ lên quý vị thấy rằng cộng sản nó mạnh như vậy nó vững như vậy nhưng quý vị phải nhớ rằng là khi một cái chế độ nó lâu đời rồi thì nó gọi ngày xưa người ta gọi là ông bình vôi thì dương có biết ông bình vôi là gì không dạ không nói nhanh <laughs> ngoài bắc là người ta hay ăn trầu nó có cái bình đựng vôi đó vôi ăn trầu đó Dạ, biết. Dạ. Cái biết vôi đó đó nó có đặc biệt là lâu ngày nó kết tụ thì nó cứng Dạ đúng rồi Nha. cái bình vôi á mà để mà quẹt ăn đó, thì họ phải có nước nó sệt sệt thôi nó như là mắm tôm vậy đó đó nhưng mà cái phần mà nó dính ở quanh cái cái miệng á lâu ngày nó khô nó cứng cái luôn. bình vôi á càng để lâu á thì cái miệng nó càng bé lại bởi vì vôi nó dính đó, nó cứng á nó cứ đóng cứng nó như đá vậy đó mình thấy mấy cái 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 vôi răng của mình không? Đó, nó cứng như đá vậy đó. Ban đầu nó chỉ là những cái chấm thôi, nhưng mà nó kết với nhau thì nó cứng như đá. Thành ra cái bình mà cứ xài lâu ngày á thì vôi nó cứ càng ngày nó càng dính như cái miệng á. Càng lâu thì nó càng bé lại. Đó, nó ví nó chửi những cái đầu óc những ông cán bộ đó, càng già là đầu óc càng bé lại. Đó là, là như vậy là ông bình vôi là vậy đó. Đó. Hay quá. Ừ. Dạ. Yeah thì đây là như như, như quý vị thấy như cái vụ ông Đoàn Văn Vương thấy không nó cũng làm ban đêm thấy không ông Đoàn Văn Vương nó cũng làm ban đêm mặc dầu là ông là ở giữa ruộng đồng bắn thôi chứ không có phải trong thành phố nhưng mà khi mà nó diệt uh, uh, anh em Đoàn Văn Vương á, thì nó cũng làm ban đêm mà cái thằng diệt đó là thằng Đại tá Đỗ Hữu Ca bây giờ lên thiếu tướng làm giám đốc công an Hải Phòng và bây giờ bị thiếu tướng đinh văn nơi mà cho mua khám đó thì thằng này đó bị bắt vì cái tội nhận hối lộ 34 tỷ đồng của hai cái vợ chồng chuyên môn làm giấy tờ giả đó thì đến khi mà có tin là ông này bị bắt đó, thì hai vợ chồng mới bàn với nhau mới nhờ anh đỗ hữu ca vì anh là nguyên là giám đốc hải phòng mà mà hải phòng là cái xứ là đầu gấu mà anh là giám đốc là anh ghê gớm lắm mà anh là thiếu tạ, đại tá mà anh đem nguyên cả quân là cả ngàn người đến đến dẹp cái vụ gia đình đoàn văn vương này rồi cuối cùng anh khoe đó cái cuộc hành quân này đó là rất là kiểu mẫu đáng là bài học cho quân đội luôn mình có thấy không đàn áp dân mà lại ví như quân đội đánh trận là sao Đúng rồi. anh đem cả một cái lực lượng khổng lồ để mà anh dí có mấy người dân này rồi anh cho nó là một bài học gương mẫu và cũng tôi theo dõi tôi cũng không biết cái thằng đỗ ca này nó đến mức độ nào nhưng mà đến khi nó bị tố thấy không? nó vẫn nhận tiền tất cả 34 tỷ là nhận tiền của hai cái vợ chồng này để mà chạy án hiểu không ông chồng này là nghe tin là bị dí rồi chạy án thì nó hết quyền rồi nhưng cái ảnh hưởng nó vẫn còn rất lớn đúng không và nó vẫn tham tiền cho nên nó nhận nó nhận nhiều lần là 34 tỷ cuối cùng ông này vẫn bị bắt như thường à thì bà này mới chạy tới mới nói chứ trời ơi anh nói là anh chạy mà tại sao bây giờ, 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 giờ anh bị bắt thì ông ga này mới đuổi bà này về thấy tiền ăn rồi bây giờ nó đến nó, nó đòi thì chịu đâu có nổi thành ra đuổi về thế thành ra bà này đưa tên tố cáo Đỗ Hữu đã nhận 34 tỷ chạy án thế là chết, chết. rồi, là chết. đã về hưu rồi, về hưu rồi tưởng là đáp cánh an toàn rồi, à, xong xuôi hết rồi đúng không? Bây giờ vì một cái món tiền quá lớn 34 tỷ, thấy không? Thành ra nhắm mắt nhận mà rút cuộc không chạy được, không chạy được rồi lại không muốn trả để đuổi người ta về, cho nên vợ chồng này nó tức, nó đưa ra nó tố, thế là Đinh Văn Nơi tóm cổ ô ca thiếu tướng công an ninh văn nơi từ an giang ra đó đó bây giờ đang trông coi ở quảng ninh đó là, 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 là bắt thằng này đến lúc bắt thằng này rồi thì bắt đầu người ta mới đưa lên nhà cửa bị khám xét cho ơi một nhà của nó siêu biệt thự luôn chứ không phải là biệt thự không siêu, ừ. siêu biệt thự luôn siêu biệt thự luôn và 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 trong nhà nó xét đó tiền đô la vàng và tiền cộng thêm với 40 cuốn sổ đỏ và khoảng 10 cuốn sổ chương mục ngân hàng. Đủ biết là nó nó kinh khiếp như thế nào, một thằng mà giám đốc công an Hải Phòng mà ghê gớm như vậy. Thì bây giờ đó nó cũng là nhân quả đó, ác ác giả ác báo, nó đã làm ác với lại gia đình Đoàn Văn Vương và bây giờ gia đình nó lãnh đủ tới cuối đời bây giờ là nó ôm hận tới chết luôn. Không bao giờ mà yên được hết, đúng không? lúc đầu yeah. là mình tưởng là mình ngủ yên trong cái đống tài sản mình vơ vét được bây giờ nó bị lộ ra rồi thì còn mặt mũi nào nữa đó bây giờ là nhà nước sẽ bắt đầu biết phỏng vấn không bà vợ bà nói không ô sở dĩ mà chúng tôi có cơ ngơi này là bởi vì chúng tôi tiết kiệm tiền lương của anh ta trời đất ơi bà nói thế. Lương, lương cán bộ cộng sản chết đói mà vậy như vậy chắc gia đình này một tuần ăn một bữa mà để giành được tiền mà có một cái cơ ngơi khổng lồ đến như vậy đúng không một cái mối hối lộ không mà 34 tỷ thì thì Dương biết rằng là nó nó nhận suốt cái cuộc đời nó làm giám đốc công an ở đó cả chục năm nó bao nhiêu tiền yeah. chưa kể nó từ những cái dưới nó đi lên đó nó siêu bị thương thì bây giờ đó tất cả là nhà nước sẽ đặt vấn đề Ok có một lô tài sản như này thế thì giấy tờ khai báo đóng thuế đâu không có đời nào mà đóng thuế thì liên ra không nó chết là chết ở cái chỗ đó bây giờ tôi không cần truy ra là là, là, là hối lộ hối lý gì như thế nào tôi chỉ hỏi mỗi cái chuyện là đó sở hữu những cái tài sản này thì có đóng thuế không thì chắc chắn là không thì đủ chết rồi thấy không bốn chục cái sổ đỏ nha ăn đường nào hết đó nó là đó là làm cái vụ đoàn văn vương cũng là làm ban đêm nó như thế này khi sáng ra người ta thấy cái nhà của đoàn văn vương á cái nhà này không phải là cái nhà ở mà cái nhà để trông coi cái khu canh tác đó đó, đó một cái nhà cũng vừa vừa không tồi tàn mà cũng không phải như một cái lều một cái ấy đó là một cái nhà thì sáng ra nó bằng vải hết tức là san bằng hết cái nhà thì người ta hỏi đỗ ca đỗ ca nói là dân chúng phận uất thấy không nổi lên phá nhà tức là cũng qua một đêm là nó sạch bách tại sao dân gì kỳ vậy sao ban ngày không thấy dân lúc đó là đang lính tráng mà bao vây bắn nhau rồi bắt bớ dân nào mà dám mò ra đó đúng không cái chỗ đó làm sao mà dân mò ra đó mà tại sao sau đó qua một đêm thì tự nhiên nhà nó phẳng luôn để nó đổ là dân làm thế về sau một thằng nó mới ra nó thú nhận nó là lái xe ủi đất nó được thuê ủi chứ cái nhà làm sao mà dân một đêm mà san bằng được đó đó cái thằng đỗ ca nó nói như vậy vậy mà lúc đó nó là đại tá nó còn được thăng lên tướng luôn nữa đó để cho tới khi nó về hưu bây giờ nó chết dí trong cái vụ mà nhận 34 tỷ này bây giờ bị bắt rồi yeah. tức là nó quá tham đi đã quá giàu rồi mà vẫn còn tham mấy 34 tỷ nó lớn quá tự nhiên chỉ có nhận không thôi Đâu mà con thấy ý đa ý. số là cái con thấy đa số cái lòng tham của họ là không có đáy luôn á mà họ vẫn biết ừ. là họ đâu có xài hết cái số tiền đó đâu. Họ cứ làm. Làm mà xài hết? hết. Ờ. Trời ơi nó nắm 40 cái sổ đỏ mà. Mình dân Tức thì là đói nó khổ. Cái mảnh đất chưa đâu có phải ít đâu. Đó, thì bây giờ thì, thì, thì thôi thôi tàn đời. Ngoài cái chuyện đó ra, cái chuyện đó ra còn những cái chuyện nào mà việc Cộng nó làm về đêm nó bắt mình theo bắt mình chuyện đoàn văn vương cũng là chuyện về đêm chuyện đồng tâm thì hồi nãy cũng có nói rồi đó cũng là về đêm hai giờ sáng nó làm những cái khúc đó đó trước khi nó làm những cái đó bao giờ cũng vậy nó lân la nó đến nó hỏi thăm có khi là cán bộ thiệt có khi thì những thằng nằm vùng nó đến nó hỏi thăm để nó biết được cái lực lượng của mình như thế nào chuẩn bị như thế nào đó thế chứ, 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 không phải là nó không thăm dò trước đâu không phải là tự động mà nó nó chỉ là ào ào nó tới đâu nó thăm dò trước đó đó để nó báo cáo khi cái tụi mà lãnh đạo nó chỉ huy á à, nó biết sơ cái tình hình như vậy thì nó phải đối phó như thế nào là nó chuẩn bị trước ngay cái vụ mà bà con mà biểu tình dân oan như tôi nói đó ở văn phòng hai quốc hội cũng vậy nó cho người xâm nhập vào nó hỏi thăm thì cái chuyện uh, ông phong mô sa cũng vậy à, cái chuyện ông uh, ông uh, uh, ở đồng tâm ông lê đình kình cũng vậy thí dụ yeah. như nó đến là một người bình thường nó hỏi thăm uh, các cụ có, có cần gì giúp đỡ không thì đương nhiên nói chuyện qua lại thì nó sẽ biết sơ cái tình hình như vậy nó nhiều cách để nó thấu tin chưa kể nó nghe lén điện thoại thấy không thì nó thấu tin đến khi mà nó tương đối nó nắm đủ rồi thì bắt đầu nó ra tay thì nó nó đợi cho người ta lúc ngủ giữa 2 giờ đêm hai giờ đêm ai thức giờ đó đâu thì tụi nó ào vô nó làm thì đâu có ai kịp phản ứng đâu tôi bắt minh nói vậy cái tự nhiên con nhớ tới con nghĩ tới cái hàng rào ấp chiến lược của cố tổng thống ngô đình diệm phải nó rất là hiệu quả ha bắt minh tại vì có như vậy thì nó đâu có vô được vào lúc, lúc người ta ngủ đầu nó rất là sợ cái đó nó chửi cái nó ghê lắm nó chửi sợ. cái vụ ấp chiến lược ghê lắm thì, ừ. xong rồi đến lúc á cái vụ mà mấy ông quân nhân đào tránh rồi đó thì lại lấy lòng dân bởi vì dân thì ở trong ấp đương nhiên là họ không được tự do hoàn toàn nhưng mà an ninh thì 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 không biết cái ông tướng nào lại ra lệnh xóa bỏ chính sách ấp chiến lược tại vì coi như là tàn tích của của ông ông diệm đó thành ra bỏ cái đó thì thằng cộng sản là thằng dữ nhất bây giờ nó ra dạ. vô dễ dàng đúng không dạ. nửa đêm lén mọi người không biết thì nó cứ tới nó tới là nó bắt những thằng ấp trưởng xã trưởng nó đem ra nó chém đó chém đầu là cái kiểu đó không đó toàn là nửa đêm nó đến nhà rồi nó bắt tại vì mọi người đang ngủ đâu ai biết đâu đúng rồi đúng rồi cho nên bây tự nhiên con nghe những câu chuyện này cái con thấy cái hàng rào áp chiến lược thật sự đó là một cái một cái một cái giống như là một cái một cái chiến lũy đó một cái thành trì bảo vệ người dân rất là an toàn luôn người dân không có sợ bị khủng hoảng về tinh thần khu đó, đó. khu đó đó tương đối nó nhỏ so với những cánh đồng ruộng mênh mông mà uhm. nếu mỗi người ở rải rác như vậy làm sao mà phòng thủ đúng không thành ra mới tập trung vô đây và có hàng rào và có phòng thủ có lính gác tối về đi ngủ an toàn còn ban ngày thì phải ra ngoài để làm ruộng chứ chứ sống ở trong đó không có cái gì hết làm sao mà sống đó thì cái nguyên tắc cơ bản nó là như vậy đó nhưng mà đến lúc mà mấy ông tướng lên rồi ấy, thì tự nhiên tuyên bố là giải tán ấp chiến lược bây giờ có một số người đặt câu hỏi cho bác Minh nè hồi nãy đặt từ ban đầu luôn thì có bạn là Phạm Phu Tử xin chị Đấy. Dương hỏi bác Minh giúp là Bác Minh có thể nói chuyện về vụ biểu tình Phật giáo tại Huế năm 1993 hay không? Con không biết Bác Minh biết có vụ này hay không? 93 hả? Năm 93 hả? 1993. Con không có nghe, lần đầu tiên con mới nghe cái vụ này. Chứ con không. nghe 1963 không. mà. Không, ba là cái thời ông Diệm là xưa rồi. Còn cái năm, dường như năm 93 là có. À. Năm 93 ở ngoài Huế, miền Trung đã làm một cái cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới giờ của Phật giáo kể từ năm 75 nha ừ. yeah, là chống cộng đó là một cái cuộc biểu tình coi như là cái cuộc nổi dậy của Phật giáo đó đó Phật giáo mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó chứ là không phải là phe uh, Phật giáo quốc doanh thì làm một cái cuộc biểu tình rất lớn ở Huế nhưng mà cái vấn đề mình không có lực đó mà cộng sản thì nó đàn áp cho nên sau cái lần nổi dậy như vậy rất là lớn, có thể lên tới 20.000 người biểu tình đó. đó. Nhưng mà được có một lần nữa rồi thôi. Được ờ, ở Việt Nam, được có một lần đầu tiên, rồi lần thứ hai là tự nhiên cái nó dẹp hết, nó biết không những người gì đi gì chậu Thì không, thì khi mà nó đã biết rồi là nó nó chặn từ đầu. Thì Dương biết là những cái ngày đặc biệt đó, là những cái người mà nổi tiếng về tranh đấu nhân quyền đó, là ngay từ hôm trước là nó đã ngồi nó canh ở trước nhà mình bốn năm đứa rồi Dạ yeah, đúng rồi Hiểu không? Nó không cho mình đi luôn Cho nên có một số người mà muốn đi đó Họ phải rời nhà trước 3 ngày Rời nhà trước 3 ngày Để đến nhà bạn trốn đó Rồi tới hôm đó thì mới chạy ra Cái vườn hoa Lý Thái Tổ được Chứ còn ở nhà đi thì làm sao mà đi được Như là Nguyễn Khắc Toàn đó, Thì cứ cứ tới có dịp đặc biệt là Đã có cả công an nó canh trước cửa rồi Vừa mới đi ra nó nói yêu cầu anh ở nhà nó đã đứng ở đó rồi làm sao mà mình còn cãi nhau với nó mà mà đi được nữa cho nên mà những người muốn đi về sau này người ta biết người ta phải đi trước mấy ngày rồi. Dạ. đi tới nhà bạn trốn đó rồi từ đó đi ra tại vì nó đâu biết mình đi đâu đâu biết mình ở đâu chứ còn mình ở cái nhà mình thì là nó biết hết rồi ai mà hoạt động mà không nổi tiếng thì nó không biết còn nổi tiếng thì nó biết hết rồi dạ. không thiếu người nào hết đó thành ra cái vụ biểu tình đó bây giờ đó thì dương chịu khó uh, coi lại trong cái, cái 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 cái, cái, sách tôi viết đó thì có cái phần nói này cái đó nhưng mà nó không có nhiều tại vì được có một buổi à được có một ngày à sau đó bắt đầu là nó phong tỏa các chùa nó bắt đầu nó phân chia ra hết và coi như sau đó không thấy làm được thêm lần nào nữa hết đó thành ra coi như có thấy có một lần thì bây giờ thì dương theo cái tên đó tra lại trong google tôi nghĩ là chắc chắn có những cái tin như vậy nhưng mà nó cũng có một vài trường hợp là những cái tin mà chống cộng quá sau này nó liên lạc với tụi youtube nó bắt xóa Đấy không? cái danh sách của tôi về mà nói chuyện các diễn đàn đó là tới mấy trăm cái là thì thỉnh thoảng thỉnh thoảng có vài cái bị xóa chứ tôi thì không có xóa bởi vì tôi đâu có tự tôi đưa lên đâu và cái người đưa lên cũng không phải họ xóa nữa nhưng mà nhà nước nó nói chuyện với youtube nó bắt youtube xóa yeah. Rồi, bây thì giờ cái đoạn... đó có, có một vụ có một vụ rất lớn ở miền trung nhưng mà yeah. có lần nữa là thôi một lần đó là bắt ừ. yeah. có... đầu nó tung lực lượng ra nó phân tán hết các chùa nó ngăn chặn hết các chùa nó cấm thế là coi như không làm lại được nữa con yeah. cảm ơn bác Minh câu tiếp theo của ừ. anh Trung Trương hỏi là dạ thưa chú Minh à, chú nghĩ gì về 454 cứu xét ở Hà Nội à, ở miền Bắc Việt Nam hôm nay Bác Minh có nghe cái vụ 454 cái xét đánh ở ngoài Hà Nội hôm nay không Uh, chứ anh nói về cái vụ này nhưng mà có người nói em vấn đó. đề thiên nhiên thì mình không thể gắn liền với cái vấn đề con người được không thể nói là điểm này điểm kia là cái chuyện đó thì nó mênh mông lắm nhưng mà cái chuyện là ngay cái hôm ở Huế đó, đi đi đó hôm mùng mùng một mùng hai đi đó thì mưa lớn đó như tôi nói đó nó là coi như một cơn bão đó, đó mưa 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 gần như bão ở không phải bão ngay Huế nhưng mà có lẽ là bão gần đó thì bao giờ cũng vậy nha bắt đầu là vô mùa hè là mùa mưa bão này dạ. Đó. Đó. có muốn à, nghe mình... nói chuyện về bão không có muốn nghe nói chuyện về bão không tại sao có dạ. bão tại sao có bão? Biết. tại sao có bão ừ. tại sao có bão tại sao năm sao? nào cũng vậy hết tại sao năm nào cũng có bão hết và bão luôn luôn vào mùa hè ờ, băng tang băng tan băng tang là cái gì Băng, băng mà băng gọi băng ngàn năm á nó tan ra à, tại băng nó tan băng băng tan là khác băng tan là do trái đất nó nóng lên nó tan rồi không dính gì này... tới chuyện bão hết không dính gì tới chuyện bão hết vậy vậy con nghe bây Bà giờ tôi không kể, kể nghe nghe, tôi kể cho quý nghe một cái chuyện này bởi vì nó cũng là một vấn đề thiên nhiên và càng ngày cái khí hậu của trái đất nó có nhiều cái vấn đề xáo trộn và bão là một trong những cái mà cũng gây rất là nguy hại đúng không nó giống như động đất sóng thần rồi giống như là núi lửa vân vân thì bão cũng là một cái thiên tai rất lớn nhưng mà ngày nay nó may một cái là vệ tinh nó từ trên cao trên cả bão luôn trên cái tầng mây bão luôn cho nên nó chụp được quý vị coi tin tức thời tiết quý vị thấy rõ ràng không những cái cơn bão nó xoáy nó đi và người ta đo đạc á người ta còn tính được kể cả cái con đường đi của nó nữa gần đúng tới 90 95% luôn. Tức là nó đang đi dày nó quẹo vậy nó quẹo vầy, kẹo vậy Người ta vẽ trước cả tuần luôn đó. Đó thì, à, ai mà coi tin tức thời tiết thì cũng thấy cái đó hết đó. Thành ra cái bão đó là mình thấy được trước bằng vệ tinh. Ngày xưa thì vệ tinh đặt bằng radar ở trên núi, còn bây giờ vệ tinh là vệ tinh ở trên trời thấy nguyên một cái cái bão như vậy. Thế thì bây giờ vấn đề cái bão thưa quý vị nó đòi hỏi cái yếu tố quan trọng nhất là phải mùa hè, đó là đầu tiên là thời tiết. Thứ hai là phải có biển. Bão là là mưa bão đúng không? Vậy cái nước mưa nó ở đâu ra? Nước mưa nó ở biển nó lên, <laughs> nó ở biển nó lên. Thế thì vấn đề quanh cái trái đất của chúng ta đó, ngay cái thềm lục địa của mình nó cũng di chuyển, đấy. và nước biển chung quanh của chúng ta nó cũng có những luồng nước nữa, những cái luồng nước lớn khổng lồ nó đi bắc nam địa cầu luôn 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 nó có những cái chuyển động như vậy những dòng nước á bắc xuống nam là đi vòng vòng ví dụ như cả một cái thái bình dương như vậy nó có những cái luồng nước nó đi vòng mà thành ra có những cái luồng nước lạnh ở cali á, tắm không được đâu mùa hè cũng lạnh lắm nhật cũng vậy nó cũng lạnh không có ấm như nha trang mình đâu không ấm như vũng tàu mình đâu à, mấy xứ đó mùa thường không tắm được thằng nào khỏe lắm mới dám tắm hoặc là cái dân nó, nó mặc cái áo cao su và nó chơi trượt chứ không có tắm nhiều nước nó lạnh lắm cali cũng vậy nước lạnh ngắt à thì bây giờ vấn đề là như này, nước ở dưới á, là những luồng chảy, trong khi gió ở trên á, nó cũng là những luồng gió, nó theo mùa, nó theo mùa thì nó có những cái luồng gió. Thì bây giờ tôi nói, thí dụ, cái này cho quý vị cũng dễ, nó cũng y như Việt Nam thôi, ở California đó thì không có bị, nhưng mà ở Florida đó, cái vùng Florida đó, quý vị nhớ không, gần Cuba đó, là thường xuyên, đó là bão, đó những cái cơn bão nó nó từ đâu nó ra nó từ tận bên phía châu á tức là bên kia đại tây dương bắt đầu gió nó thổi qua gió từ bên đó nó thổi tới mùa hè đó thì nó có những cơn gió nó thổi qua mà cái gió nó di chuyển á, một phần á, là do cái nhiệt độ của không khí khi mà cái nhiệt độ nó nóng á, thì bao giờ hơi nó cũng bốc lên đúng không hơi nó lên nó nóng thì nó đi lên nó đi lên thì nó tạo khoảng trống thì lại có những cái hơi khác nó tràn tới thành ra nó tạo những cái sự coi như là không có ổn định về khí hậu đó, nó tạo ra những cơn gió thành ra cái cơn gió đó những cơn gió khổng lồ đó nó từ bên phía châu nó xuất phát nó bay qua đại tây dương nó bay qua đại tây dương thì trong lúc đó đại tây dương vào mùa hè thành ra nước nó bốc hơi đúng không phải có mùa hè nước bốc hơi nó, nó nó nóng mà nó bốc hơi nó bốc hơi thì nó lên nó gặp gặp cái luồng gió thành ra nó thành mây đúng không? mà mây mày á là nó di chuyển, nó di chuyển từ đông sang tây, từ phi châu nó qua tới nước mỹ, qua tới florida, louisiana nó qua tới đó, thì cả cái đoạn đường nó đi như vậy đó, bao nhiêu hơi bốc lên đó, nó cuốn theo, nó cuốn theo, cho nên đến khi nó vào tới đất liền đó, thì nó không còn bị cái nắng nóng mà phản chiếu ở ở, ở dưới nước lên nữa, thì những cái mây đó nó tụ thành mưa đó và nó tạo thành những cái cơn lốc đó, tròn như vậy này nó vào nó liệt thành ra nó làm ra bão đó thì ở Việt Nam mình cũng vậy Bắc Phi Tân và Tây Thái Bình Dương mỗi một năm cũng khoảng 25 cơn bão và mình có cái câu hát đó à, 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 à. À, miền Trung nghèo lắm ai ơi nghĩa à, 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 à. à, à, là mỗi năm là mỗi cơn bão đó đó là miền Trung là mình như vậy thì 25 cơn bão ở cái phía của mình đó thì một mớ nó đi ngang nó đâm thẳng vô miền trung mình một mớ thì nó đi lệch lên phía bắc nó lên hà nội nó lệch nữa thì nó trung quốc lệch nữa thì đài loan và đi thẳng lên nữa là là nhật bản mỗi một năm năm khoảng 25 mươi ngàn cơn bão thành ra mấy nước nó là chia nhau <laughs> Tùy hên xui không biết được cho nên là mình thì cũng bị trực tiếp tức là nếu mà nó đi ngang đó là mình lãnh đủ đó, thì năm nào cũng vài trận bão như vậy hết đó là trời hành cơn lụt mỗi năm nữa là như vậy đó thì nhưng mà bao giờ cũng vậy hết cơn bão khi mà nó đi vào tới đất liền rồi đó thì cái khí hậu nó khác nó không bị hơi nóng bốc nhiều và nó cũng không tạo thành nữa cho nên là bão là rất là đặc biệt nó đi thí dụ như từ phi châu nó qua tới mỹ châu nhưng mà khi mà nó đổ bộ đất liền rồi đó thì nó chỉ đi sâu thêm chừng 100 cây số nữa là nó tan đó, à, cái bão nó khởi đầu như vậy và nó tan như vậy chỉ khi nào nó tới đất liền nó mới tan Tại vì cái không khí của đất liền với lại biển nó khác nhau. Thành ra biển là cứ hơi nước đi lên cộng với lại gió nó thành mây, đưa mây vào và thành mưa xuống. Thì khi cái mưa nó nó rớt hết xuống rồi đó, thì cái không khí ở đất liền nó khác, cái khí hậu đất liền nó khác và cơn bão nó cũng là tàn lụi. Đó, bắt đầu bao giờ cũng vậy. Thành ra miền Trung mình cũng vậy. Chứ thằng Lào hay thằng Miến Điện ở bên trong nó đâu có bị bão. Nó cứ vô khỏi đất liền chừng trăm cây số là nó tan nè, hoặc là nó đi lên. Đi lên, vậy, đi là đi mình lên. vậy là mình Đấy. che cho Lào với lại Campuchia. Trời ơi. Hả? Vậy là mình che cho Lào với Campuchia rồi. Đấy, đúng rồi. Lào Campuchia đâu có nghe báo bao giờ đâu. Ờ. Mình là toàn miền Trung với miền Bắc mình bị thôi. Cái cái cái, cái gốc của cái báo đó đó là ở Bắc Philippin và ở Thái Bình Dương. Thấy không? thành ra nó đi ngang là đụng mình mà nó đi chết lên thì là mấy anh ở trên lãnh đủ nhật năm nào cũng bị khoảng chừng năm cơn bão trong năm cơn bão đó đấy, thì có thể một cơn bão đi suốt cái chiều nước nhật luôn trong 25 cơn bão một năm đấy, là cứ mùa hè còn mùa đông không có bão mùa đông không có gió vô làm sao mà có bão mà mùa đông không có hơi nước bốc lên làm sao có bão bốc thì bốc một chút thôi vậy là bão nó đẩy nước đi đó bão bắc minh có những cái lũ lụt luôn là bão, mà bão này nó đi, bão này nước đi là cái phụ thôi còn chính là nước nó cũng là những cái dòng thủy lưu tự nhiên nha yeah. cái cái dòng này là cả cái Thái Bình Dương luôn cả cái Đại Tây Dương cả Úc Châu chỗ nào cũng biển là cũng có những dòng nước hết đó, đó. Chắc... cái đó Chắc... còn cái bão nó chỉ là cái gió ở trên thôi nó tạo cái lúc mưa gió thì thì đương nhiên biển cũng bị động nhưng mà hết 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 mưa gió rồi thì biển hết động nhưng mà nước vẫn 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 là những cái dòng dòng thủy lưu nó gọi là dòng thủy lưu nó vẫn di chuyển thành ra ừ. nước chỉ là tác dụng cái bề mặt của nó thôi chứ còn bản chất nó nó vẫn vẫn di chuyển và yeah. có những cái loài cá đó nó lại sống theo cái dòng thủy lưu đó nữa đó nó nó nó, nó, nó cái 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 thiên nhiên nó tạo ra như vậy yeah. ví dụ như mình cái cá mà mình mình gọi là cái mình Việt Nam mình hay ăn cái cá hộp đó cá cá gì đó cá hộp mình nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ với cà chua đó cái đó mì quên, quên tên cá, là quên không nhớ nữa tuna, cái cá, không phải tuna đó có mày tu na nó là cá gì đó. cái cá gì cá đi. mồi cá cá mồi ba cô gái cá mồi cá mồi cá mồi cá mồi cá, cá mồi, mồi, mồi cá mồi cá mồi không quên không nhớ nữa ở phi châu á quý vị thấy cái phi châu không là cái mũi phi châu này thì nó xuất phát đó là dưới ở cái mũi bắt đầu nó đi lên nó theo cái dòng nước nó đi lên nó đi xa lắm cả ngàn cái số á chứ không phải là ít đâu à, nó nó đi lên như vậy và nó đi lên như vậy á thì những cái con cá heo á những cái con cá mà ăn cá nhỏ đó là nó cứ đón ở trên này nè anh này lên lên là, là 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 cả tỷ con đó chứ không phải ít đâu cái bụng con cá mòi tôi thấy cái buồng trứng đâu mỗi con nó chứa cả ngàn con ở trong đó Thế đến lúc nó đẻ nó là cả một bầy khủng khiếp là nó đi lên Monaco hồi đó nó chuyên môn sản xuất hộp cá mòi thời Pháp mà bán ở mình đấy dân mình là có cái màn bánh mì cá mòi đấy đâu có nước nào ăn bánh mì cá mòi đâu Nhật cũng ăn cá mòi mà tụi tôi tìm mua mãi mới có một nơi thấy nó bán cá mòi mà bằng cà chua thì nó cũng hơi giống mình thôi chứ không ngon bằng cá cá mòi mà bên Việt Nam mình mà về sau này thì cái bụng cà chua nó dẹp nó cứ ăn là xì dầu vậy thôi à chứ không có cá mòi cà chua mình là cá là phải có cà chua. Đúng không? là mình mua ở Monaco đó là cái vùng đó là cả cái ven biển nó nó toàn cá mòi không mà nó lên tới cái trên đó rồi đó thì là bắt đầu nó bị những cái loại cá lớn khác ăn và nó già nó chết đó nó có một 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 đời như vậy thôi nó đẻ trứng rồi nó lại xuôi dòng xuống rồi nó lại nở ra nó lên nó cứ thiên nhiên nó cứ bao nhiêu nó, ngàn năm nay nó cứ như vậy là có những cái dòng nước tới bây giờ thì thực ra cá nhân tôi cũng không hiểu tại sao nó ra những dòng nước đó mà không phải dòng nước cái đất của mình ở nó cũng di chuyển nữa yeah. cái cái phần nổi của trái đất đó tức là cái phần mà không có biển đó, biển nó chiếm 3 phần tư nhớ không đất nổi lên đó, chỉ có một phần tư thôi mà cái đất nổi lên đó, nó gọi là cái thềm lục địa ngày xưa đó, nó tụ ở một chỗ bây giờ khoa học người ta tìm ra đó ngày xưa là các cái mảng đó, nổi đó nó giống như là mình chơi đốt nến rồi đó mình đốt thì nấy nó chảy ra nhưng mà cái để khô thì cái váng ở trên nó là một lớp giống như là à, những cái khu băng tuyết đó nó khu băng nó nổi ở trên đó thành ra ngày xưa là nó tụ với nhau nhưng mà với thời gian đó, nó tách 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 tách, tách từ, từ 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 ra nó thành ra phủ hết quả địa cầu ngày xưa nó chưa tụ có một chỗ à đó thành ra bây giờ thì dương mà tất cả các anh chị thử nhìn cái bản đồ đại tây dương mà coi lấy cái đại tây dương ra thì Mỹ Châu, Âu Châu, Nam Mỹ và Phi Châu ráp vô cái viền của nó đó hoàn toàn ăn khớp với nhau. Ừ. Ngày xưa nó dính nhau rồi từ từ nó tách ra nó thành cả một cái đại tây dương như vậy đó. Mà ngày hôm nay nó vẫn vẫn như vậy. Còn bây giờ tại sao mình lại có cái mái nhà Himalaya đúng không? Cái ngọn núi cao nhất tám ngàn mấy trăm mét đó, cái ngọn ừ. núi đó, đó là cái thềm lục Địa Á Châu lúc đó nó tách ra rồi thì nó lại có cả một cái lục địa là ấn độ nó từ nam cực đó, nó di chuyển dần dần lên đó nó di chuyển dần dần, 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 lên, dần, dần dần lên thì đến khi nó đụng cái á châu này nó đội cái anh á châu này lên bây giờ mỗi một năm á cái himalaya nó vẫn cao thêm 2 cm nó vẫn đội lên tức là cái ấn độ đó là hút vào cái thẻ bây giờ mình nhìn bản đồ mình sẽ thấy mình sống ngay dưới đất đó thì mình sát này mình không thấy nhưng mà bây giờ mà đi máy bay hoặc là coi bản đồ quý vị thấy phía bắc ấn độ là cả một cái nếp gấp khổng lồ của cái á yeah. châu bị <laughs> ấn độ nó ủi nó ủi thành ra nết gấp thành cái chỗ cao nhất mà tại sao họ biết điều tra nghiên cứu họ biết ủa tại sao lại trên đỉnh hi mã sơn mà lại có muối mà yeah. tại sao lại có vỏ sò cao 8 000 mét mà tại sao có vỏ sò bởi vì ngày xưa nó là biển dạ, bác Minh, ơi, con còn được khoảng 3 phút đến 5 phút nữa nha bác Minh hey. là con phải Đôi, dạ. dứt đi. thôi, mình dạ. nói chuyện lan man vậy cũng đủ rồi. Dạ. Thì, mình thì, mình, uh, mình nói tóm nó lại, đó dạ. là, là cộng sản nó luôn luôn nó cảnh giác với cái gương của ông Minh Tuệ làm cho giáo hội và cả nhà nước mất mặt, cho nên nó phải dẹp. nhưng mà nó không dẹp một cách nghĩa là tàn bạo được, thì nó coi như làm sao nó tách ông này ra khỏi quần chúng không có cái hiện tượng mà người ta đi theo rần rần, rần như vậy nữa. Tới một lúc đó nó biến tướng, nó có thể thành những cái mà bất lợi hơn nữa. Cho nên nó dẹp thì bằng cách là nó tách ông đa và bây giờ tạm thời là nó phải giấu ông và sau này nó sẽ đối xử như thế nào không biết. Bởi vì nếu mà có một dịp nào ông còn xuống núi thì người ta lại ảo ảo ta, 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 ta đã đi theo nữa. Cho nên có thể là một vài năm ít nhất và có thể là ông xuất hiện dưới một cái hình thức nhẹ nhàng mà không ai có thể bám vào được. Đó, yeah. thì nếu mà có như vậy thì ông mới xuất hiện được chứ còn bây giờ mà ông lại như lần trước mà ông đi đường thì cộng sản không thể nào nó chấp nhận được đó sau cái vụ mà nó triệt phá này rồi nó kể như tạm thời là cái ngọn đèn nghĩa là lương tâm đó, là tạm thời bị dập tắt đó, như vậy yeah. vậy có nghĩa là bây giờ bà có yên tâm là ông thích minh tuệ ông không có sao hết đó, có ông chỉ lẽ là... vậy có lẽ là ừ. ông sống và ông sẽ ông cũng chấp nhận ẩn tu mà ông cũng đâu có phản đối đâu ông cũng nói bà con nên về đi nhưng mà ông muốn là đi cơ, chứ không phải là chỉ có ngồi một chỗ tức là thường thường á là mùa nóng là ông đi còn mùa mưa là ông ông ở ẩn đó còn bây giờ đó thì cộng sản nó sẽ sẽ ép ông như thế nào thì mình chưa biết yeah. dạ con cảm ơn bác minh nhiều nha thùy okay, dương dạ. cảm ơn quý okay. em dạ con con con, con chào dạ. bác minh con cảm ơn bác minh Dạ. ok bye 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 bye